Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tây tháng 7 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần lộ nhãn. Và trước khi mà nói đến lộ nhãn đó, thì chúng ta phải nhớ đến 4 điểm. Tức là lộ nhãn mà với cảnh rất lớn, lộ nhãn với cảnh lớn, lộ nhãn với cái cảnh nhỏ và lộ nhãn với cảnh rất nhỏ là 4 trường hợp. Chúng ta đã đi cái phần thứ nhất á, là đối với lộ nhãn môn cảnh rất lớn. Thì đối với lộ nhãn môn cảnh rất lớn, chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là cái lộ này đó, chót nó là động lực, tức là nó tới đây là nó kết thúc. Cái trường hợp thứ hai á, là nó theo sau là các tâm mót. Và trường hợp thứ ba á, là nó theo sau nó là hộ kiếp khách. Thì lần trước chúng ta cũng đã trình bày hết qua 3 cái phần này. Nhưng mà hôm nay chúng ta trở lại để nói về cái hộ kiếp khách một cách tỉ mỉ hơn. Lần trước chúng ta cũng đã nắm qua cái điểm chánh của nó rồi. Thì hôm nay chúng ta trở lại tỉ mỉ. Tại sao chúng ta lại trở lại tỉ mỉ nữa? Là vì lý do rằng là trong cái lục căn á, lục căn là 6 căn. Thì trong đó có một căn là căn ý. Còn lại 5 căn á, là nó thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thì chúng ta hiểu cái con đường đi mà thuộc về cái hoạt động thuộc về tâm chúng ta là nó đi 5 cái con đường này: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhưng mà cuối cùng đó thì nó lại hòa chung á, là nó đi con đường của ý hết. Chúng ta nhìn vào trong cái hai cái bảng mà chúng ta thu gọn nó nhỏ lại đây. Đây đầu tiên đó là cái lộ ngũ môn đây. Thì chúng ta sẽ thấy nó đi từ hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp phúng động, hộ kiếp dứt dòng, rồi kháng ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, quán sát, phân đoán, rồi mới đi vào đây. Bây giờ về cái lộ ý, chúng ta sẽ thấy là có 3 cái hộ kiếp. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp phúng động, hộ kiếp dứt dòng. Cái này thuộc về tiền kiếp. Thì khi mà ở đây á, nó là kháng ngũ môn thì đây là kháng ý môn, thì bắt đầu nó đi vào trong cái hoạt động mà nó thuộc về cái các cái tâm nó tạo nghiệp. Hay chúng ta có thể nói một cách như thế này: khi mà nơi đây cái kháng ngũ môn này này đó, là nó mở đầu cho cái lộ ngũ, cho nên nó gọi là khai lộ, tức là nó mở ra một cái lộ thuộc về lộ ngũ môn. Còn cái kháng ý môn này thì nó mở đầu cho một cái lộ gọi là lộ ý. Lộ ý này thì khi nó làm việc mở nó xong rồi đó, thì chúng ta thấy có cái điểm nó giống nhau chỗ này. Đây là tâm phân đoán. Phân đoán này nó có hai phần, nghĩa là phân tích và phán đoán. Tức là chức năng của cái tâm này đó là nó phân tích cái đối tượng để nó tìm hiểu về cái đối tượng đó. Và sau đó nó đưa ra một cái kết luận như là một cái mệnh lệnh. Tức là nó phán đoán cái sự việc đó để nó đưa đến cái quyết định là nó sẽ ứng xử ra sao. Nơi cái lộ ý môn này, chúng ta có cái kháng ý môn này. Thì hai cái này nó là một. Kháng ý môn nó vừa mở đầu cho lộ ý. Nó mở đầu cho lộ ý đây. Mở đầu cho lộ ý. Mà nó đồng thời nó cũng làm cái chức năng phân đoán trong lộ ngũ. Như vậy một cái tâm mà nó làm hai cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ thứ nhất là nó mở đầu cho cái lộ ý. Mà nơi đây đó, cái chức năng nó cũng là chức năng phân đoán. Nó mở đầu cho cái lộ ý. Cái ý nó như thế nào thì nó sẽ ứng xử như thế đó. Mình hiểu đơn giản. Ý nó như thế nào thì nó ứng xử như thế đó. Còn cái này nó phân tích như thế nào, nó phán đoán như thế nào thì nó có quyết định ứng xử ra sao. Thành ra hai cái này nó là một, nằm trong một.
Cho nên hồi nãy chúng ta có nói nè, đây là lỗ ngủ và đây là lỗ ý, thì cuối cùng nó là ý. Cuối cùng nó vẫn là hoạt động của tâm. Chỉ là mỗi một cái tiến trình của nó khác nhau ở chỗ là nó đi qua những cái căn khác nhau. Và chúng ta hiểu rằng chúng ta sinh ra có lục căn. Và những cái lục căn này nó hoàn hảo mà nó trọn lành là do cái phước thiện chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp, luôn cả phước trí. Hai cái phước đó nó phối hợp lại trong cả một cái quá trình mà chúng ta sống từ vô lượng kiếp cho đến kiếp hiện tại đây, thì nó sẽ hiện hữu ra. Cho nên nó là mắt chúng ta, nó có một cái khả năng là nó có thể tiếp nhận tất cả các cảnh. Và cách tiếp nhận của nó như thế này, cách tiếp nhận của nó là nó có thể tiếp nhận một cách chủ quan và nó có thể tiếp nhận một cách khách quan. Tiếp nhận chủ quan là khi mà cái cảnh nó đập vào trong mắt thì tất cả những cái luồng nghiệp quá khứ nó trỗi lên. Đây là cả một cái dòng sống chúng ta, nó là cái dòng nghiệp. Nó trôi từ vô lượng kiếp, tức là từ vô thủy, và nó diễn tiến đến vô chung. Vô chung có nghĩa là không biết bao giờ nó sẽ kết thúc. Cái dòng nghiệp này đó là nó là cái dòng nước mà nó có tất cả hai phần. Một phần là một cái dòng nước đục. Và một phần là cái dòng nước trong, chảy đó. Dòng nước đục này có tham sân si. Cái dòng nước trong này nó có vô tham, vô sân và vô si, tức là có trí tuệ. Chảy như thế. Chúng ta chỉ khác nhau về cái chi tiết, khác nhau về số lượng và khác nhau về cường độ thôi, chứ còn về căn bản giống nhau hết. Tất cả đều giống nhau hết. Và khi nó chảy lại tới trong cái đời này, cái giờ phút lâm chung, khi cái chúng sanh này bắt cái cảnh nào trong cái giờ cận tử đó, cảnh cận tử, thì lúc cái người này tái sanh thì trong cái tâm mà tái sanh nè, trong cái tâm tục sanh nè, nó có cái cảnh cận tử này, nó ở trong này. Cảnh cận tử nó chiếm lĩnh này. Và sau đó thì nó đi vào đời sống. Cái bước thứ hai của nó là nó sẽ trở thành là cái tâm hộ kiếp. Và như vậy nó sẽ chảy suốt cho đến khi thân ngoại mạng chung. Tử thì nó chậm dứt. Thì khi mà các cái căn này nó tiếp xúc với các cảnh đó, thì bao giờ cũng vậy đó. Cái dòng nghiệp này, dòng nghiệp đen và dòng nghiệp trắng này, nó từ cái chỗ phân đoán này và từ cái chỗ ý nghiệp này, nó sẽ nối trong cái hậu kiếp, nó nối trong cái dòng trôi chảy này, mà nó sẽ phản ứng. Bởi vì cái cảnh này đây, cái cảnh này, nó sẽ chiếu xuống cái dòng hậu kiếp. Nó chiếu xuống, nó chiếu xuống dòng hậu kiếp. Nó làm cho cái dòng hậu kiếp này nè, nó bị rúng động và nó cắt đứt cái dòng hậu kiếp này, thì nó sẽ tạo nên một cái dòng tâm thức mới. Dòng tâm thức mới này chính là Ravana. Nó chính là cái tâm động lực để mà nó tạo tác tiếp đấy. Và là cứ thế, hàng ngày trong cái đời sống của chúng ta, những cái ý chúng ta khởi lên là cắt. Cái khẩu chúng ta phát sinh lên, cái ứng xử của chúng ta phát sinh lên cắt. Nó tạo nên cái dòng nghiệp mới. Rồi sau đó là nó sẽ hòa lại trong cái dòng hậu kiếp của nó tiếp theo.
Bởi vì tất cả các cái tâm tục sinh chúng ta cũng hãy nhìn đây. Tâm tục sinh là cái tâm nó ghi số 10 đây. Ở dưới này ghi số 10 đây. Tức là tâm quán sát thọ sở quả thiện hoặc quả bất thiện hoặc quả thiện. Ở đây là các cái tâm quả nó đều có con số 32, 31 hết. Đây các cái tâm quả nó đều có hết. Cái con số đó chính là cái hành nó đi trong tâm. Tức là các cái sở hữu tâm là nó là hành uẩn, nó vẫn hoạt động trong tâm. Nó chỉ cắt có một sát na tử mà thôi, và rồi nó lại sinh tiếp theo. Bởi vì cái gián đoạn trong một cái sát na tử đó là nó sẽ đưa người ta đi trong cái luân hồi của ít nhất trong 11 cõi nếu mà chúng sinh trong cõi dục. Thì như chúng ta đã rõ rồi đó, chỉ có những người nào đặt thiện sắc giới, thiện vô sắc giới thì mới nói đến việc đó là tái sanh lên 20 cõi trời. Còn nếu chúng ta đây trong hiện kiếp mà chúng ta chưa đắc thiền sắc giới, chưa đắc thiền vô sắc giới thì chúng ta không bàn đến cái chuyện tái sanh trong cõi trời phạm thiền. Chúng ta chỉ bàn đến 11 cái cõi dục thôi. Thì trong đó có 6 cái cõi trời. Trong 6 cõi trời này chúng ta điểm sơ qua thôi. 5 giới chúng ta đã gìn giữ các giới thô như thế nào. Trong 5 giới này chúng ta đã hành giới ra sao. Và chúng ta đã thành tựu được gì trong 5 giới này thì mới nói đến chuyện chúng ta tái sanh lên cõi trời. Cái thứ hai nữa, trong cái ba la mật, 10 cái ba la mật đó thì ba ba la mật nổi bật nhất đó là bố thí, cúng dường và phục vụ. Thì chúng ta đã hành như thế nào để cho cái tham ái của chúng ta đây nè, cái sở hữu của chúng ta đây nè, nó được hạ xuống. Và chúng ta đã thu thúc lục căn như thế nào để cho cái tâm mà coi như là sân hận của chúng ta đó nó dịu xuống ra sao. Và chúng ta thành tựu được những cái điểm căn bản này thì chúng ta mới nói đến cái chuyện mà được tái sanh trong 6 cõi trời dục giới. Còn bằng không thì chúng ta còn lại cái cõi đẹp nhất của chúng ta là cõi người. Mà không gìn giữ được cõi người này thì chắc chắn phải rơi vào 4 cái cõi khổ. Chuyện đó là hết sức rõ ràng, không có thể nói là chúng ta mơ hồ được. Không có mơ hồ được. Và tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta chỉ là một niềm hy vọng, chỉ là một cái điều tự xác quyết với mình là mình muốn như vậy. Nhưng mình có làm như vậy hay không là bước thứ hai. Cái chuyện chúng ta muốn cái điều lành là một cái điều tốt. Chúng ta xác định mình muốn cái điều lành. Nhưng để có được cái điều lành đó thì chúng ta đã hành xử ra sao mới có được. Cho nên đừng có bao giờ ngừng lại ở cái chỗ cầu nguyện. Nếu chúng ta ngừng lại chỗ đó thì chúng ta là người ngoan đạo, đi đến mê tín, không phải là người Phật tử có chánh tín. Người Phật tử có chánh tín là khi xác định cái sự tốt đẹp của đời mình bằng cái lời nguyện, lời cầu nguyện, thì sau đó chúng ta phải ứng xử bằng cái suy nghĩ nè, bằng cái lời nói nè, bằng cái hành động của chúng ta để chúng ta có thể tạo đây. Ravana này tạo đây, nó nằm đây, tâm chúng ta hoạt động tạo đây, chúng ta mới tạo được cái điều lành, điều tốt. Cho nên khi mà chúng ta không chủ động được, khi chúng ta đối diện với cảnh mà chúng ta không chủ động được trong cái nhìn khách quan của chúng ta đối với cảnh, thì có nghĩa rằng cái nghiệp lực này nó sẽ xử lý thay chúng ta. Và không bao giờ có thể nói rằng đó là cái đó là do nghiệp của tôi, chứ tôi không phải muốn như vậy. Nghiệp này nó chi phối ở cái phân đoạn đây, chi phối đây. Và nó nằm trong cả cái phần này, đó là kháng ý môn đây. Ý anh như thế nào, anh mở cái cánh cửa ý anh ra thì anh quyết định đây. Tất cả đây là quyết định của mình đây. Và đây là bắt đầu là ứng xử đây. Ứng xử trong tâm. Ứng xử trong tâm. Ứng xử hiện ra bằng lời nói. Ứng xử hiện ra bằng lời nói. Ứng xử hiện ra bằng cách là hành động. Hiện ra bằng cách hành động. Hết sức là rõ ràng, và tất cả đều là sự chi phối của tâm. Và thể xác này
khi mà nó đi vào cái tử rồi đó thì nó không có khả năng tái tạo lại. Nhưng mà cái sinh diệt của tâm thì tâm cứ luôn luôn sinh diệt, có nghĩa là nó chết đi thì nó là tiếp tục cái con đường sinh diệt của nó không thay đổi. Nhưng mà nó có cái sát na tử, trong cái khởi đầu của nó là cái sát na sanh đầu tiên, để nó làm cái nhiệm vụ sát na tử, nó có một cái khoảng cách dài. Cái khoảng cách đó là nó quy định cái kiếp sống của mình đó. Thì cái sát na tử này nó có cái đặc điểm đặc biệt đó, là nó đưa chúng sinh đó đi tái sanh vào các cảnh giới. Cũng giống như cái việc học chúng ta từ cái hồi mẫu giáo mà chúng ta khi tốt nghiệp tiến sĩ đó, thì chúng ta mỗi một cái cấp, mỗi cái cấp học đó, để chúng ta có chấm dứt học cái mẫu giáo đã xong rồi, chúng ta chuyển lên cấp 1. Cấp 1 xong chuyển cấp 2, cấp 2 chuyển cấp 3, cấp 3 chuyển vào đại học, đại học rồi chuyển lên nữa chẳng hạn vậy. Thì cái chuyển đó để mà nó quyết định một cái giai đoạn mới. Thành ra cái khi mà cái chúng sinh này cái thọ nghiệp nó hết rồi đó, thì nó chấm dứt cái sự sống của nó và nó bắt đầu nó chuyển vào cái khác. Và tại sao đó có những người đó họ tái sanh lên đó, họ nhớ lại rất nhiều trong cái tiền kiếp của họ, là bởi vì họ từ kiếp người họ tái sanh với kiếp người nó rất là nhanh. Còn cái người không nhớ lại rồi, có khi từ kiếp người mình đã phải lăn lộn trong bốn cái cõi khổ đó rồi mình mới trở lại kiếp người, cho nên nó khác, nó phải có cái sự gián đoạn. Cho nên cái sinh tử mà nó diễn ra nó từ cái quãng lớn trong cái sinh đây, cái quãng đây tử đây, nhưng mà chính giữa đây là các cái tâm vẫn sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Rồi cái này nó hình thành một kiếp sống, cũng như là nó một cái giai đoạn trong cái cuộc đời đi học của chúng ta, nó giai đoạn. Bởi vì có những người, người ta chỉ học xong cái cấp 1 rồi thì vấn đề mưu sinh là không có thể nào mà tiếp tục cái việc học được. Còn có người nó phải chuyển từng cái giai đoạn như thế. Thì chúng ta hiểu rằng là cái tâm tâm nó sinh diệt. Nhưng cái điểm chốt của nó là nó nằm trong mỗi kiếp sống á, thì nó có sự biến đổi lên xuống. Nó lên xuống, nó thăng trầm trong cái luân hồi của nó. Một là nó giữ được cái cõi người. Hai là nó xuống bốn cảnh khổ. Ba là nó được lên cõi trời. Thì nó thay đổi. Thì do cái con đường tiến hóa tâm linh mà nó có một cái sự thay đổi tốt hơn, hoặc là nó có một cái sự thay đổi trì trệ hơn, xấu hơn. Và tất cả cái đó là do gì? Do chúng ta tích lũy nghiệp của mình. Và có người nói rằng, ai tích lũy để làm gì? À, thưa quý vị, đó là hoạt động của sở hữu tưởng. Nó có cái nhiệm vụ là nó ghi lại hết tất cả. Được khi mình muốn xem lại đó, thì mình chỉ mở cái cuộn băng cũ ra là thấy hết. Thì những cuộn băng cũ nó in hình như thế là nó hòa quyện vào trong cái dòng nghiệp này. Những cái nghiệp tốt thì nó đi vào cái dòng nghiệp tốt. Những cái xấu thì nó đi vào cái dòng nghiệp xấu. Và như vậy, nó là một cái dòng chảy trong cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà nó có hai con nước trong cái dòng chảy đó. Một cái con nước mà nó thuộc về kênh nước trắng, kênh nước trong. Và một kênh nước thuộc về kênh nước đục. Luôn luôn nó chảy trong cái dòng tâm thức của chúng ta. Và nó đi như vậy. Và trong kiếp này nè, những gì khởi lên trong tâm, những gì trong lời nói, những gì trong hành động chúng ta ứng xử đều bị sự chi phối của con kênh nước trong và cái con kênh nước đục này. Và cái phước báu sinh ra làm người của chúng ta đó là chúng ta có thể biết điều này. Chúng ta biết tâm chúng ta đang đục hay tâm chúng ta đang trong. Và giờ phút nào mà chúng ta thấy tâm chúng ta đang đục hay tâm chúng ta đang trong là giờ phút đó chúng ta thoát. Nó gọi là giải thoát. Và chúng ta học cái sự giải thoát này cho đến khi chúng ta hoàn toàn giải thoát. Tức là không còn bị sự chi phối của nó, mà lúc nào cũng trông thấy rồi. Lúc nào cũng trông thấy rõ, hễ nó xuất hiện là thấy rõ. Và nó mạnh mẽ cho đến nỗi đó là tất cả những cái pháp bất thiện không có cơ hội để phát sanh nữa. Và như vậy những gì mà nó phát sanh lên trong tâm của một cái vị Phật thì luôn luôn là cái điều tốt đẹp và sang suốt, không có gì khác, không còn sự nhầm lẫn nữa.
Khi nào chúng ta còn đau khổ trong, khi nào chúng ta còn che giấu những cái âm thầm ở trong cái lòng mình á, thì đó là những cái gốc tối trong tâm chúng ta. Gốc tối đó nó nằm ở đây, nó còn những cái ẩn khuất trong tâm mà chúng ta chưa giải được, cho nên chúng ta chưa soi sáng được. Và cái gốc tối này nó dày dò chúng ta suốt cả một cái cuộc đời. Đó, những điều khó nói, những điều không thể nói, những cái sai lầm mà nó cắn rứt trong cái lòng mình á, suốt không có nuôi. Hoặc là có những cái điều mong muốn mà chúng ta đây đã không có đạt được, cho nên cũng âm thầm á, mà nó nhớm bùng ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta không soi nó ra được. Hãy vừa an vui là nó chợt tối, vừa an vui là nó chợt tối. Chứ không phải riêng là chúng ta phạm vào những cái lỗi lầm hoặc là những cái tội lỗi mà nó chôn vùi chúng ta trong cái bóng tối. Không phải chỉ có bao nhiêu đó, mà tất cả những gì chúng ta không đạt được, không thỏa mãn được cái điều mình mong muốn á, nó vẫn là một cái nỗi đau riêng ở trong cái lòng của mình. Và đấy, nó là cái con kênh nước đen, nó chảy suốt trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta chưa hề soi sáng nó được. Và ngày nào chúng ta chưa soi rõ nó thì ngày đó chúng ta chịu một cái nỗi đau mà nó giống như một cái vết thương không bao giờ lành được. Cho nên khi chúng ta muốn cái gì, chúng ta ao ước cái gì, chúng ta phải hỏi rõ là với mình, vì sao mình ao ước như vậy. Và cái ao ước này có thể thực hiện được không? Có thể có được không? Và không thể cầu nguyện với bất cứ ai. Không thể nói ba ơi, không nói thượng đế ơi, không nói chư thiên ơi, hãy cho con cái mặt trăng, con không muốn chơi với cái bong bóng. Không thể nói như vậy. Và không có thể nào ôm cái nỗi khao khát, mong muốn cái mặt trăng đó để mà sầu khổ triền miên từ cái kiếp này sang kiếp khác. Đây là con đường thoái đọa về tâm linh. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng tôi có làm gì tội lỗi đâu, tôi có làm mít lòng ai đâu, tôi có làm thương tổn ai đâu, tôi đối xử tốt với tất cả mọi người mà. Chỉ có riêng cái lòng tôi đó, tôi có buồn thôi, tôi có làm khổ thôi đó, tôi có bất mãn là vì tôi không đạt được những cái điều tôi mong ước thôi. Cho nên mình không dám làm khổ người ta, mà mình dám làm khổ mình, thì cả hai cũng như nhau, không có gì khác hơn cả. Cho mình trước mắt mọi người, mình là một cái người rất tốt, mình là một cái người rất là đàng hoàng. Nhưng mà riêng với chính mình đó, là mình không có tốt với mình không có đàng hoàng với mình, cho nên mình hành hạ mình suốt. Mình hành hạ mình bằng những cái khao khát, những cái ước muốn mà mình biết rằng không bao giờ nó có thể ở trong cái bàn tay của mình. Dân vẫn nuôi mãi một cái khao khát như là người ta nuôi một cái nguồn sống của người ta. Đó là nguồn sống của Ma Vương. Đó là cái thú đau thương mà chúng sanh đã hưởng mà chúng sanh không biết, bởi vì đó là cái hoạt động căn bản của tâm sân. Nó cứ hướng tới và nó lấy làm hả hê hài lòng với nó. Đó là mức độ đỉnh điểm của nó. Mức độ thấp hơn của nó, nó cảm thấy một cái sự âm thầm riêng lẻ như thế, đó là một cái gì không thể chia xa được. Sư cô có biết một cái câu chuyện như thế này. Cái gia đình đó cũng khá giả, nhưng mà khi cha mẹ mất rồi đó, để lại 5 chị em, thì cái vỏ bề ngoài thì nó đầy đủ hết, nhưng mà bên trong đó thì cái nguồn kinh tế nó cạn kiệt rồi. Thì cái người chị cả đó phải đi làm, làm bất cứ công việc gì mà lương thiện để có tiền nuôi em. Và người chị này đã thành công nuôi được 4 em mình ăn học, đứa nào cũng tối thiểu là đại học, và sau này con trai con gái gì cũng có chồng có vợ đàng hoàng hết.
Cho nên bốn cái người em đó coi cái người chị cả mình là người mẹ, thương lắm. Và sau khi mà bốn cái người em á đi ra riêng hết rồi đó, thì cái người chị cả ở trong cái biệt thự rộng lớn và chấp nhận sống như vậy. Nhưng có một cái điều rất là lạ lùng mà làm cho bốn người em nó đều đau khổ hết á, là những người em này khi đến thăm cái người chị đó thì có muốn tặng cái gì cũng không có hề nhận, và có muốn là mời cái người chị mình đi đến nhà mình cũng không hề đi, có muốn mời đi đâu cũng không chịu, sống dò dỏ một mình trong cái căn nhà đó cố thủ như vậy. Và cứ nói với mấy em nè, muốn đem đồ ăn về thì đem về, nhưng mà ăn cho hết rồi thì đem để thôi, còn ăn không hết thì của ai sắp về nhà, không để lại món gì cả. Cho nên các em có một cái nỗi đau là đã không thể nào mà có thể bày tỏ được cái tình thương của mình cũng như cái lòng biết ơn mình đối với người chị. Và cái đó là cái bế tắc. Cái bế tắc nó bắt nguồn từ cái người chị, và nó bế tắc bắt nguồn trong cái mối ứng xử như vậy. Thì bởi vì cái người này nó suy nghĩ thế này: mình là đã hết lòng vì các em, và như vậy đủ rồi. Và cái người này sống như cái cuộc đời của một cái người mà sinh để trong bối ngoại kép. Cuộc đời của một thánh nữ. Thánh nữ không theo nghĩa Phật giáo, mà theo cái nghĩa thánh thiện của đời thừa. Tức là một cái người mà cái bụi trần nó không có bám lên được, nhưng thật sự nó bám đầy nếu theo Phật giáo. Không theo Phật giáo thì đây là một thánh nữ, bởi vì rất là trong sạch, rất là trong sáng, và coi như hy sinh tất cả vì các em. Và cái người này không muốn hạ thấp cái vai trò thánh nữ của mình xuống, cho nên không tiếp nhận. Đó là một cái trạng thái, cái bệnh của tâm nó thuộc về kiêu mạn đã khởi lên và không hiểu rõ cái điều. Và cho rằng khi mình nhận bất cứ gì của em mình đó thì có nghĩa là mình hạ thấp xuống. Bây giờ chấp nhận cô đơn. Cũng như khi mình còn trẻ, mình đã chấp nhận từ chối tất cả cái tình bạn, bạn nữ cũng như bạn nam, không có chơi với bạn bè để thì giờ đó mà lo tất cả cho em. Những cái chàng trai đến để mà ngỏ cái lời cầu hôn thì mình cũng đều từ chối hết, cũng chỉ vì em. Cho nên tự cô lập mình lại và tự nuôi mình trong một cái ảo giác thánh thiện. Và người này không rõ rằng đây là pháp bất thiện đang xâm chiếm cái đời sống của mình. Và mình hưởng cái thú cô đơn và cô độc này đó trong một cái niềm kiêu hãnh, trong cái kiêu ngạo, và không muốn rời cái ngôi của mình xuống để mà hòa hợp trong cái tình thương đối với các em. Quý vị thấy đó là bệnh của tâm. Cho nên nó tạo rất là nhiều phước nhưng không hưởng phước. Và coi cái chuyện không hưởng phước của mình là một cái sự trong sạch trong sáng của một thánh nữ, hiểu sai về tâm. Không đúng. Cho nên chúng ta đọc sách hãy coi chừng những cái dạng mà những người thánh nữ tử tiết này, đó là có trong cái tâm thức của người ta chứ không phải có. Bởi người ta nghĩ ta giữ như vậy là trọn lành, trọn sạch. Không có trọn. Cái tình người là nó phải chan hòa. Và cái này nó xuất hiện trong cha mẹ. Cha mẹ nuôi con và nghĩ rằng là không cần con báo đáp. Cho nên nhiều khi con nó đi đâu nó cấp nấp, nó mua cái gì về thì nó không đem về nhà mày ăn đi. Được rồi, tới thăm tao là đủ rồi. Tại sao mình không tạo cơ hội cho con mình báo hiếu? Khi nó mang về bất cứ cái gì hãy hoan hỷ mà nhận.
để cho nó có cơ hội báo hiếu. Rồi sau đó mình không ăn hết, không xài hết, thì mình rất có nhiều cơ hội để cho lại con với cháu. Mình nhận cái đó đem lên cúng ông bà xong, hay là cúng Phật cúng ông bà xong. Đó, bây giờ ba má thì ăn phần này là lộc của Phật, này lộc của ông bà, tụi con mang về ăn thì nó đẹp biết bao nhiêu. Còn mình để giữ một cái sự trong sáng trong sạch là không có dính líu gì về đến con hết á, cho nên là nói thôi thôi được rồi, tới thăm được rồi, còn nhiêu đem về khỏi đem lợi, đừng mua nữa. Rồi nó có đem tiền cho mình mà nói tao dư tiền là tao dư tiền cho mày được rồi, khỏi có đem về đây rồi mai mốt vợ chồng lộn xộn rồi nói đem tiền về cho tao. Không, đây là vợ chồng con đồng ý phải không, cho ba cái này phải không, rồi ba lấy. Rồi ba xài gì là chuyện của ba nha, má xài gì là chuyện của má nha. Rồi mình lấy cái tiền đó mình làm biết bao nhiêu cái điều phước, mình hồi hướng cho nó. Cho nên phải đợi con mà nó tạo cái hiếu đối với mình, phải để cho em mình á, nó thể hiện được cái lòng biết ơn và nhớ ơn, để nó thỏa mãn một cái tình cảm của nó là đây là cái người chị của mình mà chính là mẹ của mình đây. Mình phải được thỏa mãn cái tình cảm là săn sóc lại cái người chị là người mẹ của mình đây đó, trong cái lúc già yếu phải sống một mình. Trong khi mình có gia đình con cái như thế này đó, thì mùa hè thay mình đi chơi thì đi về với chị vui, này về chị đuổi không cho. Rồi còn nói muốn ở lâu đó thì mướn khách sạn mà ở, rồi tới chơi giây lát về. Nhà 10 phòng, một cái biệt thự rất là rộng lớn, 10 phòng tất cả. Không cho. Và để trống vậy hàng tháng nhờ người ta tới quét dọn, nhưng không có muốn cho ở lại. Vì thấy cái bệnh trong tâm chưa? Và đừng tưởng đây á là mình là thánh nữ, không có đâu. Nằm trong cái tâm tối này mà nhìn không ra. Thành ra tất cả những gì suy nghĩ lên, hiện ra trong lời nói và ứng xử đều không đi ra hai dòng nghiệp này, là ở trong tâm. Cho nên là đạo Phật dạy ta phải ý thức rõ, không những hiểu rõ hai cái dòng nghiệp này mà còn ý thức rõ nó đang khởi lên ở trong tâm của mình. Và khi mình ý thức rõ, mình biết rõ đó, thì chúng ta sẽ để cho cái dòng nghiệp thiện nó được phát sinh. Còn khi mà chúng ta không ý thức rõ đó, thì chúng ta sẽ để mặc cho nó là thiện hay bất thiện gì nó cứ đan xen lẫn nhau mà đấy. Và chúng ta không ý thức được, không kiểm soát được, nó không thành. Thành ra cái tu tập mà nói rõ, thật là rõ ràng đó, là bao giờ cũng phải có một cái sự ý thức thấy rõ, soi rõ tất cả những gì đang khởi lên. Để rồi chúng ta mới quyết định. Còn nếu không, chúng ta đi theo cái gì? Chúng ta đi theo cái mà từ vô lượng kiếp nó đi cùng với ta, mà chúng ta ngỡ là ta bởi vì chúng ta đã chung sống với nó quá lâu dài rồi. Cho nên chúng ta cam tâm làm nô lệ mà chúng ta không có hiểu ra. Có một cái câu chuyện mà đây là cái việc làm của một cái nhóm thám tử mà người ta không hiểu, là cái cô này là lập gia đình với một cái người mà coi như mình đã quen và đã coi như là đã giống như là yêu thương nhau mấy năm dài mới làm đám cưới với nhau. Và khi cưới xong rồi thì cô này có thai 4-5 tháng thì anh này bắt đầu là có một cái sự thay đổi rồi. Đi sớm về muộn và trở về thì không có vui vẻ, và có khi trở về sai khước. Thì cô này không hiểu tại sao mà cái thời gian yêu nhau thì rất là lâu, thời gian chung sống nhau rất là ngắn, mà lại sắp sửa có một đứa con mà có cái chuyện này xảy ra thì cô ấy không hiểu được. Thì cái tháng mà thứ 6 á, cô bắt đầu cô đến nhờ thám tử theo dõi chồng cô. Cho đến cái tháng thứ 8 thì cô biết một cái sự thật là chồng cô là trưởng phòng, đang đeo đuổi một cái cô nhân viên. Cô nhân viên này cô nhân viên mới.
Thì khi cổ được hai cái tin chính xác vậy đó thì cổ nói với chồng cổ, thì chồng cổ nói không hề có chuyện đó xảy ra, mà cổ chối hết. Thì cô ấy mới nhờ cái thám tử đó quay lại cái cảnh mà ông ấy đưa cô này về. Rồi cô này đóng cửa lại thì ông đứng ở ngoài ông chờ làm sao, ông qua quán nước ngồi làm sao. Rồi sáng sáng đến cơ quan mà ông ngóng đợi cổ làm sao, là quay hết những cái cảnh đó. Thì khi mà cổ nắm được cái cảnh đó trong tay rồi đó, thì cổ cực kỳ ngạc nhiên. Cổ mới hỏi tại sao tất cả những cảnh này là những cái cảnh mà cổ đã ứng xử với cổ đó cách đây mấy tháng, cách đây mấy năm. Tại vì cái hồi mà hai người quen nhau rồi đi đến quyết định cưới nhau thì cảnh này là cảnh thường xuyên của cổ. Vậy tại sao bây giờ mình sắp có một đứa con mà cái cảnh này lại tái diễn với một người khác? Thám tử cũng không có hiểu ra, mà cổ không có hiểu ra. Là người rất là đàng hoàng, có nghề nghiệp đàng hoàng, làm việc giỏi, ứng xử rồi cũng tốt đẹp với người xung quanh. Tại vì tâm tham khi nó hoạt động thì nó lặp lại như thế mà thôi. Cho nên cái tình yêu nam nữ mà nó thu hút thuần tí rồi tình yêu nam nữ thì nó đặc sệt là một cái tâm tham không có gì khác hơn cả. Và khi mà nó bám vào trong cái lục căn này, nó bám vào cái đối tượng đó, thì cái trạng thái tâm của nó, cách ứng xử của nó chỉ có một mà thôi. Cho nên một câu nói đùa của người ta mà rất là đúng á, người ta nói rằng anh chỉ có một trái tim để chung tặng cho 5 em. Thực ra 500 em thì nó cũng giống nhau thôi, không có khác nhau một tí nào cả. Bởi vì để chinh phục cái người đó thì cái cách làm nó phải thế này, thế này, thế này. Thì cái bài hát nó như vậy thôi. Còn cái người nữ á thì thích nghe hát, cứ là người ta nói ngọt là xong ngay. Và lớp này sư cô có kể một cái chuyện đó, là một cái cháu đó nó sập bẫy mà phải nói là cực kỳ bi thương. Là bởi vì cái lòng nó muốn cái gì? Lòng nó muốn chỉ học thôi. Và rất là thương cha mẹ nghèo. Nghèo thì cũng phải nghèo lắm, nhưng mà trung lưu. Mà coi như lấy hết tất cả cái tinh lực cuối cùng của cha mẹ để mà đưa tiền cho nó đi học. Thành ra nó rất là thấu hiểu cái điều đó. Nó là đứa con duy nhất, đứa con gái duy nhất. Cha mẹ nó có một mình nó thôi. Thành ra trong lòng nó không có nghĩ cái gì khác hơn ngoài cái việc nó phải học cho đàng hoàng và nghĩ đến cha mẹ thôi. Thì khi có một cái cậu đó theo đuổi nó, thì các bạn nó nói, để ý nha, cậu này là cái người kinh hoàng lắm á, không phải vừa đâu, không phải tay vừa đâu. Thì cô nói là cô không có nghĩ tới người đàng hoàng hay người không đàng hoàng, cô không nghĩ tới, trong lòng của cô chỉ có việc học và cha mẹ cô thôi. Nhưng mà cậu này là ghê gớm lắm, cho nên đi theo cô thì đi theo cô đằng sau lưng thì cô sợ lắm. Thì ông cứ đi theo suốt luôn, không nói gì hết. Còn cô này là sợ, một người đi theo một người sợ. Thì cuối cùng một hôm á, cậu này mới chặn đường cô này lại. Cậu bảo là em đừng có sợ anh, em sợ anh là đúng, nhưng anh nói để em đừng sợ anh. Tại vì anh á còn trẻ, nhưng mà con người của anh nó tồi bại lắm. Tại vì anh hại không biết bao nhiêu đời của cô gái trinh trắng, và bản thân anh á là đưa tiền cho phá thai là cũng nhiều lắm, và tự ý các cô đó phá thai cũng nhiều lắm. Cho nên anh là cái thằng ở trong địa ngục rồi. Nhưng mà khi anh trông thấy em á thì em rất là thánh thiện, cho nên là anh chỉ có muốn một điều đó là anh đi theo em, để mà mỗi lần nhìn thấy em đó thì anh thấy rằng anh phải cố gắng tốt đẹp hơn. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thành ra đừng sợ. Và cái cửa địa ngục nó khởi đầu bằng cái câu nói vậy. Và cô bé này là cái người mà quy y còn rất nhỏ. Và khi đủ 16 tuổi thì cha mẹ đã cho thọ giới và đã sinh hoạt trong gia đình Phật tử. Và vì vậy đã có cái ảo ảnh rằng mình thật sự
là một cái người thánh thiện. Và mình thật sự rằng đó, mình có thể có cái khả năng để cảm hóa người này. Nhưng mà cái hậu đắng nó là cuối cùng đã phá thai để thấy rằng mình đã phạm giới tà dâm, phạm giới sát sanh, rồi bây giờ còn giới cha giới mẹ, là coi như năm giới tan nát hết, không còn một cái gì cả. Cho nên chúng ta có thiện, nhưng đừng quên chúng ta ảo ảnh về điều tốt của mình. Ảo ảnh này là pháp bất thiện. Cái tâm chúng ta ghê gớm lắm. Ma dương nó lắm đời lắm, mà nhất là trong cái tâm tham của nó, là sư cô nói nó đầy màu sắc và nó cực kỳ hủy diệt. Cái si nó bao gồm si vô tàm vô quý phóng dật, thì tâm si nó đầy si đây, sân có si, tham có si. Nhưng mà đó, cái si này đó, nó là cái lớp mờ tối, nó phủ trùm lên trong tâm. Cái si mà nó nằm trong cái tâm sân này đó, thì nó là cái màu tối. Nó là cái màu tối. Cái màu nó tối. Còn cái si ở đây, nó cực kỳ đa màu sắc. Cái người mà bị tham quyến rũ là bị cái lực hút này. Bị cái lực hút này. Nó bị cái này che nè. Nó có si tối này che nè. Nhưng mà những cái màu sắc này quyến rũ nó. Còn cái này nó bị tâm tối. Bị che khuất. Còn cái này nó bị một cái màn mà giống như một cái màn trắng mà nó phủ xuống dày, không thấy gì hết. Cho nên ngỡ không có gì, nhưng mà nó che lấp hết, không thấy gì. Cho người ta ngồi hàng giờ ở cái quán nước đó, và có khi người ta không nghĩ gì hết. Người ta thả hồn cho nó mênh mông, muốn trôi tận đầu trời. Thì đó là cái si nó đang phát sạch lại. Và chúng ta hỏi những người uống rượu, họ đi tìm gì? Thứ nhất họ đi tìm cảm thọ. Những cảm thọ mạnh. Trong đó có hỷ và lạc. Nhưng cái tối thượng trong cái hỷ lạc mà thuộc về tham hỷ đó, với lại cái lạc mà thuộc về bất thiện đó, thì cái tối thượng trong đó là si. Và để cho người ta ở một cái trạng thái nó lân 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 lên vậy, và coi như không có một cái gì cản trở trong cái suy nghĩ của người ta hết. Bởi vì phóng dật nó đã mở ra một cái con đường, và như vậy ta có thể nói thánh nơi tương. Người ta có thể làm bất cứ những gì mà lúc người ta bình thường ta không dám làm. Người ta rơi vào cái trạng thái đó là người ta cảm thấy nó là tối thượng trong cuộc đời của người ta. Ta muốn ở chỗ đó không đi ra. Cái sân khi mà che khuất trong tâm của người ta, một cái màn tâm tối phẫn nộ, người ta có hai cách. Một cái cách là người ta đó phóng một cái lực khủng khiếp ra để hủy hoại cái đối tượng nào kích thích tâm người ta. Hai nữa là nó phóng trở vô để nó hủy hoại chính thân tâm của mình. Đó là con đường của sân cực kỳ đen tối, nó đã đi như thế. Nó sẽ phá hủy, nó làm cho tiêu hoại tất cả những cái đối tượng nào mà đã làm cho nó khủng hoảng đây, làm cho nó kinh sợ đây, làm cho nó đau khổ đây, làm nó phải đi đến cái đường cùng đây, là nó sẽ tấn công mình. Và khi không được, nó quay tất
cỡ vào trong bên trong để hủy hoại chính nó. Con đường nó tâm sân. Nếu mà con đường si của cái tâm tham thì không phải vậy. Nó cuốn hút và trong những cái hấp lực mà thuộc về ý thích của nó, cho nên nó đi theo những cái màu sắc và nó đam mê trong cái màu sắc, nó tâm tối trong cái màu sắc, nhưng nó bị quyến rũ trong cái màu sắc đó. Cho nên trong chú giải có nói thế này, chúng ta đây thấy một đống phân, chúng ta biết rằng cái đó nó mình làm người mình không ăn được. Nhưng mà khi cái tâm tham mà nó mong muốn rồi đó, thì nó chính là con bọ hung nằm trong cái đống phân đó, bởi vì thực phẩm đó là đích thực của đời nó. Bây giờ có ai bóc con bọ hung đó ra thì buông xuống nó sẽ tới cái đống phân đó. Cho nên người ta làm người mà trong cái đam mê về dục vọng người ta trở thành con bọ hung. Cho nên người ta nó mê vào đánh bài. Người ta nói mẹ bỏ được, vợ con bỏ được, tất cả bỏ được, không bỏ bài, vì người ta đã trở thành con bọ hung trong đống phân đó rồi. Cho nên nó quyến rũ, nó thu hút. Và tất cả những gì mà chúng ta đam mê trong cái dục vọng tâm tối của mình đó, thì chúng ta có cái hình hài là một con người, nhưng cái giờ phút đó chúng ta là con bọ hung. Cho nên con bọ hung này nó vô tàm, vô quý, phóng dật, vì tâm tối trong tâm, vì những cái đam mê. Và cái tâm tham nó quyến rũ ở cái chỗ đó, là trước là người ta ưa thích, sau người ta mê nó, rồi người ta say nó, người ta say mê nó, rồi người ta say đắm nó, rồi người ta đắm đuối nó, và người ta đắm chìm nơi nó luôn. Đó là con đường thu hút và quyến rũ của tâm tham mà nhìn không ra. Cho nên cái người chồng của cái người sản phụ có cái thai 5 tháng tuổi cho đến khi mà mình sanh con ra đó, thì cái người chồng vẫn thế. Bởi vì anh ta là kẻ nô lệ cho cái tâm tham. Và khi đó anh ta là con bọ hung trong cái đấng phân của sắc dục. Cho nên anh ta sẵn sàng đánh đập vợ con mình, lấy tiền bạc đi, và đối thủ cực kỳ tàn nhẫn. Cũng như vừa rồi quý vị đã xem một cái câu chuyện đó, mà bữa nay chắc là pháp luật cũng sắp sửa đưa ra để xử đó. Vợ ba con, ngày sinh nhật của con mời không dự, nhưng chở tình nhân đi. Khi cái người vợ chở con đi mua đồ, trông thấy cái xe của mình, trông thấy biết, cho nên biểu con đứng đó và rượt theo. Thì cái người này là tán vào cái xe cho ngã xuống. Thì con này khi ngã xuống nó chổi dậy mới rượt theo cái xe, mới dịnh và khiến, thì người này lập tức chạy. Và khi mà cái người này ngã xuống như vậy đó, là bị bất tỉnh như vậy đó, thì đứa con chờ lâu không thấy chạy đi tìm, thì tới thấy mọi vụ đứng kêu cửa cha cũng không mở cửa. Vì thấy con bộ hung chưa? Nó nằm trong cái đống phân đó, là vì trong xe đó có người tình nhân. Cái đống phân của ái dục đó, và nó biến thành con bọ hung. Cho nên nó, vợ có kêu cũng là hất đi, mà con có kêu cũng hất đi, vì nó đã thành con bọ hung rồi. Để nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện với lại cái sắc dục đó rằng nó mê đắm cái sắc dục này là nhất. Còn ngoài ra không có gì cả. Pháp luật cũng không sợ. Tình nghĩa chồng vợ cũng không, tình nghĩa cha con cũng không. Vứt đi cái nhân phẩm làm người để con bỏ hung này chứng minh rằng cái đống phân sắc dục này là tuyệt đỉnh trong đời của con bỏ hung này. Thì thấy hoạt động của cái tâm tham đầy màu sắc. Cho nên chúng ta phải canh chừng. Và trong tứ đế nói rằng là cái tham dục này là cái gốc của mọi thứ đau khổ trên thế gian này. Và có bao giờ con bọ hung này nó nghĩ rằng cái giờ phút mà nó rất là anh hùng rơm đây nè, để mà nó coi thường cái sinh mạng của cái người khác, người đó lại là vợ, nó coi thường cái lời khẩn thiết của con nó, lúc đó nó không còn là con người, nó có biết không?
đâu có còn là con người. Con bỏ hôn mà. Cho nên khi nào chúng ta nô lệ cho tất cả những cái gì mà nó thuộc vào cái dòng nghiệp quá khứ đang mạnh mẽ trong cái kiếp hiện tại đây, nó đi theo cái cảnh từ cận tử nó sang đời, nó nằm trong cái dòng hậu kiếp đây và nó chạy suốt trong cái dòng hậu kiếp đây, nó là chi phối của tất cả những cái hoạt động thuộc về bản năng, thuộc về cái căn lành và cái căn không lành của chúng ta. Và cái dòng nghiệp này tất cả là do chúng ta tạo ra, không có ai tạo ra cả. Và bây giờ mình cam tâm làm nô lệ cho nó. Bao giờ mình nhận ra mình là nô lệ chính những cái dục vọng của mình thì chúng ta mới buông bỏ được và chúng ta mới trở thành ông chủ của nó được. Còn không, tất cả nó dẫn chúng ta đi. Và chúng ta ngụy biện như thế này, chúng ta nói tại cơ thể tôi đòi hỏi, tại cơ thể tôi mong muốn. Thưa quý vị, sắc pháp không có ý tưởng. Chúng ta đã học rồi. Tất cả những cái ước muốn của chúng ta, những dục vọng chúng ta nằm đây đây. Nằm nơi tâm điều khiển. Sắc pháp này là một cái phương tiện. Cái dây điện mà nó có cái vỏ bọc mũ bên ngoài và cái dây điện nằm bên trong đó, nó không thể lên tiếng nói rằng là tại cái dây điện mà tôi mới hư. Nó không có nói vậy. Tại vì cái điện này mạnh hay yếu làm hủy hoại nó, chứ nó không có ảnh hưởng gì tới cái dòng điện đó. Bản thân nó không có đòi hỏi một cái gì cả. Bởi vì nó là sắc pháp. Nó không có cái khả năng điều khiển, biến hiện linh động như ta. Và nó là một cái phương tiện để tâm xuất hiện. Dây điện là một cái phương tiện để điện xuất hiện. Và nó không thể nói rằng là nó đòi hỏi một cái gì cả. Sắc pháp không có đòi hỏi. Khi mà nói là tôi thèm ăn, tôi muốn cái này, tôi thèm cái kia là tâm muốn, tâm thèm. Thân không có muốn, thân không có thèm. Mà thân là một cái phương tiện để thọ hưởng. Đó là cái phương tiện để thọ hưởng. Và tất cả những cái rung động từ trong cái thân thể đó chính là rung động của những dây thần kinh. Thì cái tâm ý nó đi qua cái dòng thần kinh đó thì nó làm cho rung động cái thần kinh này và có thể rung động toàn thân. Và chúng ta ngỡ rằng cái thân nó hưởng, nhưng thật sự nó là một cái phương tiện để cái tâm nó thọ hưởng. Và tất cả những gì chúng ta thọ hưởng và chúng ta khao khát thì nó còn mãi ở trong tâm. Và đi đây, khao khát nằm trong tâm tham đấy, và đi mãi, kéo dài mãi, không có ngừng, trôi từ kiếp này sang tới kiếp khác. Và chúng ta nhớ ra cái lần nữa, chúng ta lặp lại để chúng ta thấy rõ cái hoạt động của cái tâm mình gì, để mình biết. Và khi mình học các cái lộ trình tâm này đó thì chúng ta sẽ thấy những cái hoạt động nó đi vào càng lúc nó càng chi tiết hơn chút xíu nữa. Như vậy thì chúng ta đã hiểu được cái hộ kiếp nằm đây rồi, thấy không? Nó chở từ cái quá khứ đây đi về đây. Nhưng mà cái hộ kiếp này á, nó bắt cái cảnh cận tử này đó thì người ta gọi là hộ kiếp chủ, nó nằm đây. Và cái tâm này, cái cảnh này là cảnh chủ. Bây giờ nó xuất hiện một cái loại hộ kiếp, nó nằm ở phía sau của động tóc này đây nè. Nó gọi là hộ kiếp khách. Hộ kiếp khách. Thì cái hộ kiếp khách này đó, nó không có liên quan gì đến cái hộ kiếp này cả. Nó không liên quan tới cái này. Mà nó đó, như lần trước chúng ta hỏi đó, cái hộ kiếp khách nghĩa là gì? Thì chúng ta sẽ có hai cách nói. Cái cách nói thứ nhất á, là khi một người tái sanh, một người đi tái sanh bằng cái tâm quả mà nó thọ hỷ đây. Một người tái sanh bằng tâm quả thọ hỷ. Mà cái trong cái đời thường đó, mà khi họ nổi sân lên, không sân đây, mà với một cái cảnh rất là lớn, cảnh rất lớn đó, thì họ nổi sân lên, thì đáng lẽ ra đó, theo sau họ thì phải có hai tâm mót. Thì hiểu chưa? Nhưng lần trước sư cô có giảng nè, nhưng mà vì cái người mà nó sanh ra bằng cái tâm thọ hỷ đó,
Thì dầu nó có giận cách mấy đi nữa đó, thì nó cũng không có lâu, nó cũng ngắt ngang, nó tới đó thôi. Nó giận lên nhưng mà nó không có lâu dài trong cái đó, cho nên tới đây nó ngắt ngang. Thì nó ngắt ngang giữa cái cảnh nó lớn mà nó mạnh quá, thì bắt buộc nó phải có hai cái tâm đi theo để nó hóa giải. Thì thông thường đó, nếu mà cái động lực này đó mà nó là động lực sân, mà sân đó là nó thọ ưu, thì thường thường đó cái tâm mót đi theo sau nó là thọ xả là được rồi, thọ xả là được rồi, là nó hóa giải được rồi. Thì sau cái hai tâm mót thọ xả này đó thì bắt đầu cái hộ kiếp này nó sẽ trôi chảy trở lại. Nhưng mà vì ở đây đó nó có một cái kẹt á, là cái tâm mà động tốc của nó thì nó thọ ưu, nhưng mà cái tâm hộ kiếp của nó là lại là cái tâm thọ hỷ. Hai cái này giữa hỷ và ưu thì nó không có thể nào á mà ưu rồi nó hỷ liền hoặc hỷ rồi nó ưu liền, không thể nào có hai cái đối cực nó đi với nhau vậy. Cho nên nó phải có cái lót ở chính giữa. Thì cái lót chính giữa này á, nó xuất hiện một cái nhân vật A này đó, nó gọi là hộ kiếp khách. Thì cái hộ kiếp khách có nghĩa là nó hóa giải được một cái chúng sinh mà sinh ra đó là bằng cái tâm tục sinh thọ hỷ. Thì cái lúc mà cái sân với cảnh lớn đó thì nó phải nằm vào cái vị trí của hai cái tâm mót này đó, thì nó là hộ kiếp khách, nó xuất hiện ở đằng sau cái động tốc đó. Hay có một cách nói nữa, một cách để diễn tả cái hộ kiếp khách này đó, là cái hộ kiếp khách này đó nó là có một cái vai trò nó giống như tâm mót, nhưng cái tâm mót á thì nó bắt cảnh của động tốc. Còn cái tâm mà hộ kiếp đứng trong cái vị trí của tâm mót này á thì nó không bắt cảnh của động tốc, mà nó bắt ngoài cái cảnh đó, nó không dính dáng vào cái cảnh đó. Đó là chúng ta hiểu cái nào là cái hộ kiếp khách. Bây giờ chúng ta nói đến nhân sanh cái hộ kiếp khách, là nó có ba cái nhân sanh ra cái hộ kiếp khách. Là thứ nhất, nó phải là người dục giới, tức là người ở cõi dục, cái nhân thứ nhất. Cái nhân thứ hai á, là nó bắt cảnh dục, tức là cảnh dục giới. Và cái thứ ba đó là cái động lực của nó là động lực sân, tức là động lực thọ ưu. Là ba cái nhân. Cái này chúng ta thêm chút, người dục giới đó mà tái sanh bằng cái tâm tục sinh thọ hỷ, tái sanh bằng tâm tục sinh thọ hỷ, như vậy cái hộ kiếp khách này nó chỉ xuất hiện nơi cõi dục mà thôi, nó không xuất hiện nơi cõi kia. Người dục giới và phải tái sanh bằng tâm thọ hỷ thì mới có cái này xuất hiện. Và cảnh là cảnh dục giới. Rồi, đó là ba cái nhân của nó. Bây giờ chúng ta nói đến các cái tâm hộ kiếp khách, coi nó có bao nhiêu tâm hộ kiếp khách. Nó có tất cả là 6. Thứ nhất là hai tâm quán sát. Cái thứ hai là nó có 4 tâm quả thiện. Hai tâm quán sát này là hai tâm quán sát thọ xả. Một cái là thiện, một cái là bất thiện. Và hai tâm quả thiện này á, là nó có hai quả thiện ly trí. Và nó có hai tâm quả thiện hợp trí. Nó có tất cả 6
cái tâm quả thiền, sáu tâm quả. Hoạt động của tâm thức đến đây là Ravana. Ở đây nó sẽ cộng với hộ kiếp khách. Cái cách của nó là vậy. Rồi sau đó nó sẽ là hộ kiếp. Tức là nó tiếp tục một cái dòng trôi chảy của nó. Sau khi nó cắt một đoạn thì nó tiếp tục cái dòng trôi chảy của nó. Hộ kiếp lại tiếp theo. Cái con đường nó đi vậy. Thì giờ chúng ta thấy nè. Cái khi mà cái hộ kiếp khách này nó xuất hiện đó, như nãy chúng ta nói, nó phải có hai yêu cầu. Thứ nhất là tục sinh của nó là hỷ, nhưng mà cái động tốc của này của nó là ưu. Thì cái hộ kiếp khách này đó là để nó hóa giải giữa hỷ và ưu đây. Nó làm cái công việc là hóa giải giữa hỷ và ưu, nó có mặt như thế. Thì vậy chúng ta sẽ thấy này, cái khi mà cái động lực này nè, tức là cái Ravana này mà nó sân á, mà nó thọ ưu đó, thì cái tâm quả của nó, khi nó làm cái động tác là nó thọ ưu xong đó, thì nó sẽ trổ sanh, nó tổ sanh các cái tâm quả bất thiện. Quả bất thiện vô nhân, nó là tâm vô nhân. Cho nên á, là hai cái tâm mà quán sát thọ xả đó, tâm quán sát thọ xả này, nó cũng thuộc về vô nhân luôn. Nó làm cái hộ kiếp khách là chuyện đương nhiên. Nó làm cái công việc của hộ kiếp khách thường xuyên, nó là như vậy. Như vậy khi nói đến cái hộ kiếp khách thì chúng ta sẽ nói đến hai cái tâm quán sát thọ xả, một là thiện hay là bất thiện nó xuất hiện. Vì chúng ta nhớ này á, xin lặp lại, là cái tâm động tốc mà khi nó là tâm sân, nó thọ ưu đó, thì cái quả của nó bao giờ cũng là quả bất thiện vô nhân. Thì như vậy á, quả bất thiện vô nhân này, thì như vậy trong đó có cái tâm quán sát thọ xả này nè, hai cái tâm quán sát thọ xả vô nhân này đó, nó làm cái hộ kiếp khách là đương nhiên như thế, làm hộ kiếp khách. Bây giờ đến hai cái tâm mà quả thiện vô nhân á, hai tâm quả thiện vô nhân thì chúng ta sẽ thấy thế này. Thứ nhất là chúng ta có cái người nhị nhân, là người có hai nhân, nhân vô tham và nhân vô sân, là người nhị nhân. Cái thứ hai chúng ta là người lạc vô nhân, sinh ra bằng cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân này. Thì cái người, hai cái người này đó, thì khi mà sanh ra như vậy đó, là hai cái người này đó là chỉ có hai cái tâm thiện thọ xả ly trí mà thôi. Hai cái tâm thiện mà ly trí mà thôi. Đó là chỉ có tâm thiện, mà cái tâm thiện hợp trí yếu, không có được. Hai tâm thiện thọ xả ly trí, đó là hai cái người này. Như vậy khi nào mà cái cảnh nó mạnh lắm á, thì hai cái tâm này nó mới xuất hiện. Để chúng ta nói tiếp cái này đi, rồi chúng ta hãy trở lại cái đó. Thứ nhất chúng ta nói nha, người nhị nhân và người lạc vô nhân đó, thì nó có hai cái tâm thiện thọ xả ly trí. Còn cái người mà tâm nhân, người tâm nhân và cái người mà thuộc về sơ đạo sơ quả và nhị đạo nhị quả đây, thì hai cái người này nè có đủ bốn cái tâm thiện thọ xả, đủ bốn cái, tức là có thiện ly trí và có hai tâm thiện hợp trí. Nhắc lại, người tâm nhân và cái người sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tức là tầng thánh thứ nhất và tầng thánh thứ hai, thì những người này đó có hai tâm quả thiện ly trí và hai tâm quả thiện hợp trí, tức là có bốn cái quả thiện tất cả. Thọ xả, nhớ nha, nó chỉ sử dụng cái khi mà cái hộ kiếp khách mà nó nằm đây á, là nó chỉ thọ xả mà thôi. Nằm đây nó thọ xả.
Thành ra khi nào cái cảnh mà lớn mà mạnh á, mà hai cái tâm quán sát thọ xả này không giải quyết được đó, thì nó mới xuất hiện đến hai cái tâm thiện ly trí và hai cái tâm thiện hợp trí. Như vậy cái người nhị nhân và cái người mà lạc vô nhân đó, tục sinh thọ hỷ và quả cái tâm mà coi như là cái hộ kiếp cách này nó thọ ưu nè, xin lỗi, cái động tốc này nó thọ ưu đó, và khi nào nó rất là mạnh, nó mạnh lắm đó, thì nó mới dùng hai cái tâm thiện ly trí này nè để nó làm cái hộ kiếp khách đó này. Vậy khi nào mà mạnh đó thì cái thiện ly trí nó mới xuất hiện ở đây. Đó là đối với cái người mà hai nhân, người nhị nhân, nhân vô tham, nhân vô sân. Và đối với cái người lạc vô nhân, những người này đó, họ sinh ra thì họ có hai cái tâm thiện ly trí. Thì những người này đó là khi nào cái họ tỏ sanh bằng cái, họ tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ, và lúc cái động tốc này nè nó thọ ưu rất là mạnh á, mà cái hộ kiếp khách mà nó thuộc về cái tâm quán sát không giải quyết được, thì nó mới triệu tập hai cái tâm thiện ly trí này nó làm hộ kiếp khách ra đây. Chỉ vậy thôi. Thông thường thì nó dùng cái tâm quán sát thọ xả này để làm hộ kiếp khách, nhưng mà khi nó rất mạnh thì nó buộc lòng phải dùng hai cái tâm thiện ly trí này để nó làm hộ kiếp khách. Còn đối với cái người tam nhân, tức là cái người sanh ra mà có đầy đủ ba nhân lành, nhân vô tham, nhân vô sân và nhân trí tuệ, ba cái nhân này đều mạnh mẽ như nhau, thì đối với người này nó xảy ra hai trường hợp. Cái trường hợp mà cái động lực này, động tốc này nè, nó mạnh và hỷ nó cũng mạnh nữa, thì hai cái đó thì nó sẽ hóa giải bằng hai cái tâm thiện ly trí. Còn trường hợp mà nó mạnh nữa, mạnh hơn nữa, thì nó dùng hai cái tâm thiện hợp trí này làm hộ kiếp khách. Đó, trường hợp nó rất mạnh nó mới dùng hai tâm thiện hợp trí để làm hộ kiếp khách, còn không nó dùng cái thiện ly trí làm hộ kiếp khách. Bây giờ chúng ta nhớ vậy, hãy thông thường á, đối với một cái cảnh tốt á, đối với cảnh tốt thông thường mà đối với một cái cảnh tốt á, thì bao giờ cái tâm của cái chúng sanh đó nó khởi lên á, thì nó cũng phải điều thọ hỷ hoặc thọ xả cái đồng tộc. Đối với cảnh tốt, cảnh rất tốt, cũng như cái cảnh mà nó khả ái khả hỷ đó, thì phần lớn là người ta cảm thấy người ta vui vẻ, người ta hài lòng với nó, hoặc là người ta đó là thấy bình thường, thì nó chỉ có hỷ và xả mà thôi, thông thường là vậy. Còn khi nào nó ngang trái lắm á, thì thấy một cảnh khả ái khả hỷ mà trong lòng tức. Bây giờ hiểu này chưa? Bây giờ cái người đó ai cũng khen là cái người đàng hoàng, người tốt đẹp hết á, thì người đó tận tâm giúp đỡ người này người nọ, thì khi cái người đó xuất hiện thì ai ta cũng vui hết. Còn có người ta không biết thì người ta cũng thấy bình thường, không có gì hết. Nhưng mà có một cái người đứng trong đó thì lại thấy là tức giận, vì người đó là người vợ cũ của ông ta. Ông ta tử tế với tất cả mọi người trừ vợ ra. Ra ngoài thì ga lăng tất cả, mà về nhà thì vợ phải hầu tất cả. Bởi vì lúc đầu đó cô ta sập cái bẫy ga lăng của anh ta. Chưa cưới thì anh ta làm tất cả, nhưng mà cưới rồi thì phải đối nghịch lại. Và khi không chịu đựng nổi thì người ta ly hôn. Bây giờ anh ta xuất hiện với cái mã ga lăng như cũ, thì cô này tức giận, bởi vì biết đây là cái trò lừa dối của cái kẻ đạo đức giả này. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên cảnh thì nó rõ, nó tốt, thì
tất cả mọi người đều là vui vẻ hoặc là thấy bình thường, không có gì hết, thì mình không biết. Nhưng một nhân vật xuất hiện trong đó thì rất là tức giận, khinh bỉ. Rõ này chưa? À, mà nếu như cái người mà vợ đó mà có một cái đối nghịch lại với cảnh khả ái hạ hỷ đó, mà bản thân người này sinh ra là thọ hỷ đó, thì trong lúc cái người mà sinh ra bằng cái tâm thọ hỷ này nè, lại là nổi sân lên á, thì nổi sân rất là ngắn, thì hiểu không? Thì sau đó để cái tâm người này bình thường trở lại đó, thì phải có cái hộ kiếp khách này nó xuất hiện. Và nếu mà lúc đó cô ấy cổ tức dữ lắm á, thì cô phải triệu tập cho tới hai cái tâm mà thọ hỷ này xuất hiện, thì hai cái tâm hợp trí này đó cổ mới giải được. Còn thông thường ra thì chỉ là cái thiện ly trí là giải được. Thì cô suy nghĩ thế này, chuyện đó là mình lầm chứ nó đâu có vấn đề gì đâu. Bây giờ mình hết lầm rồi, mình khỏe rồi thì thôi, cô coi đi, không có gì hết. Cô suy nghĩ tại mình lầm, thì bây giờ người này cũng đang làm cho người khác lầm lạc đấy. Để mình xem anh ta sẽ diễn trò cho đến bao lâu thì cái mặt nạ anh ta rơi xuống. Thấy không? Người này dùng cái sự hiểu biết của mình và cắt ngang cái tâm sân đó, thì tới đó nó không hoạt động nữa. À, chúng ta nắm cái thực tế này chứ. Cho nên là tất cả những cái pháp bất thiện mình khởi xâm lên á, không phải mình không cắt được. Mà cắt được cũng do đâu? Là do thứ nhất là cái người này có cái phước tục sanh bằng tâm thọ hỷ. Cái thứ hai đó là người này cái tâm nhân nó đầy đủ ba cái nhân lành, nó rất là mạnh. Hoặc là do cái người này đó, cái căn lành của họ vốn mạnh thì họ không có giận lòng. Họ có trí tuệ thì họ sẽ quá giải hết. Tất cả cũng chỉ vì mình không có sáng suốt. Tất cả cũng chỉ vì là khi người ta khởi lên bằng cái tham dục này thì tự nơi mình nó cũng khởi lên cái tham dục này để nó câu thông mà. Bây giờ mình đã sáng ra được rồi, mình đã vứt đi được cái phần thịt thừa đó rồi, thì bây giờ nên mừng chứ đâu có mà nên buồn với tức giận vô ích, không có ích lợi gì cả. Người này cắt rất nhanh, cắt rất nhanh. Còn nếu một người cứ tiếp tục dai dẳng trong cái pháp bất thiện của mình, không thể nào cắt được. Và như vậy nó sẽ đi theo từ vô lượng kiếp. Cái gì mình ghét nhất, cái đó sẽ xuất hiện trong cái đời mình tức khắc. Ta nói ghét của nào trời trao của ấy, chính xác, không có sai cái gì cả. Tại vì chúng ta nhớ nha, đây là cái vật chúng ta không ưa thích thì chúng ta cứ phải đẩy ra. Vì thế tiếp xúc không? Đẩy ra mà, đẩy ra, đẩy ra. Còn bây giờ nó rơi ra mà không có đẩy gì hết. Người này không dính dáng gì tới mình nữa. Tại mình tâm tối, bây giờ mình đã sáng suốt rồi, thì cái đường nối kết này nó rơi xuống rồi thì nó chấm dứt. Còn mình vẫn ghét, vẫn ghét, vẫn ghét tới. Ghét của nào trời trao của đó, chính xác luôn, không có nói năng gì cả. Thì chúng ta nhớ như thế này, khi mà cái trường hợp mà cái hộ kiếp khách này nó xuất hiện đó, là khi nào nó có cái trớ trêu, tức là cái cảnh người ta đang tốt mà cái tâm của mình nó lại là không có vừa ý, không có hài lòng, tức là cái tâm sân nó thọ ưu thì nó mới phát sanh lên như vậy. Thí dụ như một người mà tu thiền rồi bây giờ tự nhiên mình thấy cái người mình nó giống như nó phát sáng lên đó thì bắt đầu sợ. Thì cái cảnh đó là cảnh tốt nhưng mình không biết mà mình sợ thì cái động tác này nó thọ ưu, thì cái khi đó là cái hộ kiếp khách này nó mới xuất hiện. À, chúng ta nhớ nó có một cái số cái trường hợp như vậy. Hoặc là cái cảnh thì nó tốt nhưng mình đang ở trong cái tâm trạng là mình không có vui thì mình cũng vẫn bị cái trường hợp này. Ví dụ người ta yến tiệc vui vẻ nhưng mình có cái tâm sự riêng, thành ra là mình khó chịu trước cái sự vui vẻ của người ta. À, có cái trường hợp đó.
Hoặc là cũng có cái trường hợp thế này, là khi thấy là con cái người ta thi đậu, rồi người ta làm tiệc, ta ăn mừng vui vẻ đó, thì cái tâm đố kỵ của mình khởi lên, cho nên mình cũng bực bội, mặc dù mình là cái người khách được mời trong đó. Nhưng mình nghĩ rằng là thứ nhất là con mình cũng học mà học trước đó rồi, nhưng mà không được như vậy. Hoặc là mình không có con cái, bây giờ ta có con cái mà ta được cái sự tốt đẹp đó đó, mà bữa nay mình tới mình dự đó, thì cái trong tâm mình nó giống như một cái cực hình. Vì hiểu cái này chưa? Thì tất cả những cái đó là do cái pháp ô nhiễm nó đã chiếm lĩnh trong cái tâm của mình rồi, thì nó mới phát sinh ra cái trường hợp mà nó đi trong cái cảnh mà nó đối nghịch lại với lại một cái đối tượng khả ái khả hiện. Thì cái hộ kiếp khách nó sẽ xuất hiện để mà nó hòa giải giữa hai cái xung lực này mà thôi. Đó. Như vậy thì cái hoặc là có những cái người như thế này, là có những người ta sinh ra đó, người ta thấy cái nước nào, cái ao nước, cái hồ nước, hay là cái sông, cái biển là người ta cực kỳ sợ hãi, người ta không có đi tới đâu. Là không phải là cái ao đó nó là cái ao xấu, bởi vì cái ao đó có thể là cái ao nước mà người ta xài bình thường trong cái gia đình người ta, đó là cái ao nước. Hoặc là cái hồ nước lớn người ta xây để người ta làm cái piscine trong cái khuôn viên gia đình của người ta. Hoặc là cảnh biển, cảnh sông thì chúng ta thấy rồi. Nhưng mà vì người này đã chết vì nước, tức là người ta đã từng chết ngộp ở trong nước, cho nên bây giờ người ta thấy hải nước mênh mông rộng lớn, là người ta phát sanh sự sợ hãi. Người ta không thấy cái đẹp của cái hồ nước, không thấy cái đẹp của biển, người ta không thấy cảnh đẹp của cái sông. Hãy nhìn thấy nước là người ta khủng hoảng liền. Đó, thì cái đó là do cái ấn tượng hải hùng trong tiền kiếp người ta còn in dấu lại trong cái kiếp này. Cho nên đối với những cái cảnh đó người ta không thưởng thức được. Hoặc là khi mà đi coi bắn pháo bông chẳng hạn vậy đó, có những người sợ lắm, họ không dám coi. Tại vì họ chết vì súng đạn. Khi một cái tia chớp lé lên một cái là họ đã bị một cái sự tấn công cực kỳ nhanh. Và họ chết trong cái lúc mà coi như là gọi là xuất kỳ bất ý như vậy. Thì bây giờ hãy thấy một cái gì mà nó động tới cái tiếng nổ và cái tia chớp là họ bắt đầu sợ. Hoặc là những người chết vì sét đánh chẳng hạn. Thì bây giờ đời này mà sanh lại đó mà thấy sấm chớp là họ hãi hùng lắm. Thì đó là những cái mà nó nghịch lại thì cái hộ kiếp khách của nó phát sanh. Nó dành cho những cái trường hợp đó. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai, là cái phần lộ nhãn môn mà cảnh lớn, tức là chúng ta đã đi lộ nhãn môn cảnh rất lớn rồi, bây giờ chúng ta tới lộ nhãn môn cảnh lớn. Khi mà chúng ta nói cái lộ nhãn môn mà cảnh rất lớn và cảnh lớn thì nó tựa vào bốn yếu tố đó, nó gọi là bốn nhân mà nó trợ sanh cho cái lộ nhãn. Thì như vậy thứ nhất á, bốn nhân này chúng ta học rồi đó. Thứ nhất á, là cái nhãn căn này nè, tức là phù trần căn và tịnh sắc căn á, là nó phải hoàn hảo, nó phải tốt. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai á, là cái cảnh lớn rõ ràng, yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba là ánh sáng đầy đủ. Và yếu tố thứ tư là có cái sự chú ý vào trong cái cảnh đó. Thì khi mà bốn cái này nó đều là tốt hết, đều là tốt hết á, thì chúng ta có cái lộ nhãn môn cảnh rất lớn. Bây giờ bốn cái điều kiện này nè, mà nó có một điều kiện hoặc một trong ba điều kiện nó yếu. Thứ nhất là cảnh lớn thì chúng ta rõ rồi, chúng ta bỏ ra phần cảnh lớn đi. Nó còn lại đó là cái ánh sáng có thể nó yếu một chút. Có thể là cái căn mắt chúng ta nó yếu một chút. Cũng có thể là cái sự chú ý của chúng ta đó là không có chú ý mạnh mẽ vô. Thì một trong ba cái này hoặc ba cái này nó yếu, thì nó cái cảnh của nó là cái cảnh lớn, mà ba cái phần nó còn lại là nó có yếu một phần hoặc là yếu ba phần, thì trong đó nó sẽ tạo nên hai cái dòng mà gọi là tâm lộ. Cái thứ nhất là lộ nó tới động tốc là nó hết. Cái thứ hai là động tốc nó có hộ kiếp khách.
Thì khi cái này nó phát sanh nó có một cái đặc điểm như thế này. Như chúng ta thấy rằng là cảnh nó chiếu vào cái vòng hậu kiếp. Khi cảnh mà nó chiếu vào lòng vòng hậu kiếp này đó, thì khi mà cái lực của cảnh đó, gọi là cái cảnh lực đó, tức là cái sức tác động của cảnh này vào trong cái dòng hậu kiếp mà nó mạnh á thì nó cắt nhanh, còn hệ nó chậm á thì nó sẽ đi như thế này. Đây là cái dòng hậu kiếp trôi chạy, đây là các cái tâm hậu kiếp nó đang trôi chạy đây. Cảnh nó chiếu vào, cảnh này nó có lực của nó cho nên gọi là cảnh lực, tức là cái lực tác động của cảnh vào trong cái dòng hậu kiếp. Khi mà cái cảnh này chỉ là cảnh lớn thôi đó thì cái lực tác động vào nó không mạnh, cho nên khi nó chiếu vào trong cái hậu kiếp này, chiếu vào trong hậu kiếp thì chúng ta thấy cái hậu kiếp mà nó gọi là hậu kiếp vừa qua đó, nó sẽ diễn ra nhiều lần, diễn ra nhiều lần. Cái cách của nó là vậy, tức là nó không mạnh cho nên nó không cắt đứt. Như chúng ta nhìn trên cái bảng kia đó, mà khi nó chiếu vào hậu kiếp thì cái hậu kiếp vừa qua nó đi là hậu kiếp rúng động nó xuất hiện, và hậu kiếp dứt động nó xuất hiện luôn. Thì hậu kiếp dứt dòng nó cắt đứt cái dòng, cái tâm hậu kiếp này, nó cắt đứt ở đây thì là cái cảnh mới nó xuất hiện liền. Còn này nó chập chờ, nó hậu kiếp vừa qua. Thì nơi đây đó nó có nói thế này, hai hoặc ba sát na hậu kiếp vừa qua, nó đi từ hai cho đến ba sát na hậu kiếp vừa qua thì nó mới bắt đầu nó đi vào cái con đường của nó đó, tức là rúng động dứt dòng rồi mới tới kháng ngũ môn. Đó là cái đặc điểm của cái lộ nhãn mà cảnh lớn này đây. Hoặc là có khi á nó đi từ hai cho đến bốn cái hậu kiếp vừa qua. Nó có thể là đi đến cái mức độ đó, tới bốn cái hậu kiếp vừa qua. Thì như vậy đó, khi chúng ta thấy là cái hậu kiếp vừa qua mà nó xuất hiện đó là từ 2 cho đến 3 cho đến 4 đó, thì như vậy cái thời gian hoạt động của nó, cái thời gian bình thường của nó là 17 sát na đó. Thì khi mà nó đến tới cái phần mà cái động tốc này thì bắt đầu cái hoạt động của động tốc này đó là nó không đủ mạnh nữa, cho nên là nó tới đây, tới đây, tới cái số 7 này là thôi, nó không có còn có cái khả năng mà nó nối tiếp bằng cái tâm mốt nữa, cho nên nó dứt ngay chỗ cái động tốc số 7 này. Nó dứt từ cái động tốc số 7. Thì nó gọi là cái tâm mà cái hộ kiếp của nó, cái tâm của nó là chót của nó là động lực, tức là cuối cùng, chữ chót đây là cuối cùng của cái lộ này đó, thì cuối cùng của nó là tới cái động lực là nó hết. Thì như vậy đó, khi mà nó hộ kiếp vừa qua nó hạ 3 hoặc nó 4 thì cái tình trạng nó diễn ra cũng vậy, tức là tới cái động tốc này là nó dứt, nó không còn gì nữa, mà nó yếu dần, những cái nhiều phần sau nó yếu dần, cái tác động của nó yếu bớt. Đó là một cái cách. Cái cách thứ hai, khi mà nó có cái hộ kiếp khách đây đó thì cái nguyên tắc của nó vẫn như cũ, tức là cái chúng sinh này đó là tái sanh bằng cái tâm thọ hỷ. Mà khi đứng trước cái cảnh đó thì là cảnh tốt, nhưng mà nó lại thọ ưu. Thì để hóa giải hai cái xung lực này đó, thì cái hậu tiếp khách nó có mặt. Và cái cách của nó vẫn như cũ mà thôi, không có gì thay đổi cả. Như vậy đây, cái tâm này nó có hai lộ. Nó chỉ khác với cái lớn đó, là ở chỗ cái lớn thì nó có một cái hậu kiếp vừa qua thôi. Nhưng cái này nó tăng lên nó là tới 3 hoặc 4. Thì cái đó là nó khác cái chỗ đó thôi. Còn nó xuất hiện cái hậu kiếp khác cũng như vậy. Mà đây thì nó lại không có tâm mốt. Nó không có tâm mốt. Là vì cái sức mạnh của cái động tốc của nó yếu. Là do cái cảnh lực này nè.
cảnh lược này khi nó chiếu vào cái dòng hữu phần á thì nó không đủ mạnh cho nên nó có ngập ngừng, có ngập ngừng, nó không có tác động mạnh vào. Giống như mình thường ngày cũng vậy, mình thấy đó, khi mình thấy cái cảnh gì đó có khi rồi mình không có để tâm tới, rồi chập rồi mình có để tâm tới, được có để tâm tới rồi để tâm tới, thì khi nào mà nó đủ mạnh á thì nó mới hiện ra rõ, còn khi nó chập chờn vậy đó thì nó yếu yếu, nó cứ bớt lần vậy là nó yếu. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần cái tiếp nữa đó là cái lộ nhãn môn cảnh, lộ nhãn môn cái cảnh lớn, chúng ta nói cảnh lớn, xin lỗi, lộ nhãn môn cảnh nhỏ chứ cảnh lớn chúng ta nói rồi, hai cái đó. Bây giờ chúng ta sang tới cái lộ nhãn môn mà cái cảnh nhỏ đó, thì nó chuyện khác ở cái điểm này đó. Là như nãy chúng ta nói là khi mà cái cảnh này nó chiếu vào trong cái dòng hộ kiếp thì nó có cái cảnh lực của nó, tức là cái lực tác động của cái cảnh này vào cái dòng hộ kiếp á, mà nó yếu hơn nữa, tức là nó sẽ tăng lên từ 4 rồi nó là 5 cái hộ kiếp vừa qua, 6 hộ kiếp vừa qua, 7 hộ kiếp vừa qua, sẽ trở thiếu cho nên là sư cô bắt buộc phải thêm đây. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp vừa qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hộ kiếp vừa qua 9, hộ kiếp vừa qua. Nó đi từ 1, 2, 3. Nó đi tính từ số 4 cho đến số 9. Thì khi nó diễn ra từ 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì mỗi một nấc nó có một lộ, tức là cái lộ có 4 hộ kiếp vừa qua, lộ 5 hộ kiếp vừa qua, lộ 6 hộ kiếp vừa qua, lộ 7 hộ kiếp vừa qua, lộ 8 hộ kiếp vừa qua, rồi lộ 9 hộ kiếp vừa qua. Mà nó càng nhiều hộ kiếp vừa qua thì cái cảnh của nó càng yếu. Như vậy cái yếu nó là nằm trong 4 cái nhân trợ sanh của nó đó, mà hai cái nhân đầu đó là cái nhân nó thuộc về cái nhãn căn của mình đó, và cái thứ hai nữa là thuộc về cảnh. Hai cái này mà nó yếu đó, thì nó cái hộ kiếp vừa qua nó sẽ diễn ra từ 4 tới 9 nó mới bắt đầu nó xuất hiện cái lộ của nó, tức là nó sẽ cắt từ cái số 4, 1, 2, 3, 4 cắt đây đó, thì cái lực của cảnh nó chiếu vào, chiếu vào, chiếu vào đó. Số 4 hoặc là tới số 5 hoặc là tới số 9 đây nó mới cắt được, cảnh lực này nó mới cắt được. Thì cái hộ kiếp cái đó nó đi như thế đó. Thì cái thứ nhất đó là khi chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà cái hộ kiếp vừa qua mà nó kéo dài cho từ cái số 4 mà 5, 6, 7, 8, 9 á, thì chúng ta thấy cái con đường khi nó đi đến cái phân đoán này nè, thì nó đi từ đây, bắt đầu từ cái sau khi mà nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi nó mới tới rúng động là 10, dứt dòng là 11, kháng ngũ môn là 12, ngũ song thức là 13, tiếp thọ là 14, quán sát là 15, thì nó tới đây là nó đuối rồi, nó không có phân đoán được. Hiểu chưa? Hoặc là nó tiến lại được tới cái số này á, thì nó chập chờn trong 2 hoặc 3 lần, 16, 17 rồi là bắt đầu đó, là coi như nó không làm được cái công việc mà nó khởi lên cái tâm mà gọi là động lực đây, nó không khởi được. Như vậy cái lộ này, một là tới đây là nó hết sức nó, hai là nó tới đây thì nó chập chờn trong 2 sát na hoặc 3 sát na rồi là nó chấm dứt, nó không có cái phần động tâm. Đó là cái hoạt động của cái cảnh nhỏ, nó tới đó là nó ngưng đó. Thì cái phân đoán nó chỉ khởi lên từ 2 đến 3 phần là nó chấm dứt, hoặc nó chấm dứt trước đó. Đó, cái cách của nó là như vậy. Bây giờ chúng ta tới cái phần cuối của nó là lộ nhãn môn cảnh rất nhỏ.
khi mà cái cảnh này nó xuất hiện, nó suy yếu, thì cả ba cái phần còn lại trong cái nhân trợ duyên của nó cũng nằm trong cái trạng thái đó đó. Thì cái cảnh nhỏ khi nó xuất hiện đó, thì nó tính cái hộ kiếp vừa qua này, nó tính từ con số 10. Số 10. Nó đi đến con số 16. Như vậy nó có tới 16 cái hộ kiếp vừa qua. Từ 10 tới 16 thì nó vào trong cái cảnh nhỏ. Thế vậy là khi mà cái cảnh nó chiếu vào dòng hộ kiếp, thì cái cảnh lực của nó đó, là nó làm việc không nổi, cho nên nó cứ chập chờn trong cái dòng hộ kiếp này. Nó làm cho hộ kiếp vừa qua nó đi từ con số 10 cho đến số 16. Đó, cái cách của nó đi là vậy. Thì nó đi như vậy rồi là cuối cùng là nó tắc phục, nó không có làm gì được hết. Thì coi như là nó không có một cái lộ nào khởi lên cả. Như vậy là cái hộ kiếp nó tác động vào, và như vậy là tới cái khoảng thời gian đó là nó thôi, nó không làm gì được nữa. Nó chập chờn trong cái hộ kiếp vừa qua, từ 10 đến 16. Thì nó cũng, khi mà con số 10 rồi thì nó cũng cố gắng đi vào trong cái kháng ngũ môn, rồi ngũ song thức vân vân, nhưng mà rồi nó tắc phục. Mà đi tới số 16 thì nó yếu nữa, là coi như chỉ chiếu vào chập chờn hết. Chập chờn hết. Còn cái kia đó, nó không bao giờ nó tới được phân đoán hết. Nó rớt từ trong những cái khúc trước. Thành ra đó là đối với cái lộ nhãn, mà nó gọi là cảnh rất nhỏ đó, thì nó gọi là ngoại lộ. Ngoại lộ tức là nó ở ngoài cái lộ trình tâm, hay nói rõ hơn là không có lộ trình tâm. Ngoài lộ trình tâm tức là không có lộ trình tâm. Như vậy chúng ta sẽ thấy vậy, tâm của chúng ta luôn luôn là nó đối với cảnh, và nhất là các cái căn của chúng ta đây, lúc nào nó cũng tiếp nhận cảnh cả, luôn luôn trong đời sống nội tâm của chúng ta. Kể cả lúc chúng ta không làm gì hết thì hộ kiếp của chúng ta sẽ bắt cái cảnh chủ của nó. Thấy rõ chưa? Nếu như các căn của mình bên ngoài đó, mình không có bắt một cái cảnh nào, thì cái hộ kiếp bắt cảnh chủ. Nhớ vậy, tâm luôn luôn bắt cảnh, và tâm ứng xử với cảnh. Cái đó là cái hoạt động thường trực của tâm. Thành ra tâm có thể bắt tất cả các cảnh mà cân đo đong đếm được, tức là những cảnh cụ thể, những cảnh hiện ra mà chúng ta đây đó có thể cân đo đong đếm, có thể tiếp xúc được. Và kể cả những cái cảnh mà ở trong nội tâm không có tiếp xúc được, không có cân đo đong đếm được, nó vẫn xuất hiện. Và sâu thẳm hơn nữa, trong cái dòng sống của chúng ta, nó lại tiếp tục bắt cái cảnh của tiền kiếp, là cảnh của cận tử. Do đó chúng ta hiểu cái gì? Chúng ta hiểu rằng đó, cái tâm chúng ta đó, nó đi theo cái cảnh của nó. Và cảnh này nó đã từng lặp đi lặp lại trong cái dòng nghiệp của nó rồi. Do đó, nghiệp mà trôi chảy trong tâm của chúng ta đó, là nó hình thành nên những cái tập khí, và nó hình thành nên những cái cố tật mà chúng ta đây rất khó thay đổi. Vì nó tiếp tục cái tiền kiếp của nó trong cái cảnh cận tử này. Nó khởi sanh lên, nó không buông ra được. Vì cái nguyên tắc của nó phải đi như hết trong suốt một kiếp sống của nó. Nó chỉ có thể cắt ngang khi những cái cảnh mà thuộc về nhãn nhĩ tỷ thực thân xuất hiện, hoặc cái cảnh từ ý xuất hiện mà cảnh lực đủ mạnh để cắt đứt nó, thì nó mới có thể làm thành một cái dòng sống mới. Cho nên tại sao đó mà trong kinh Phật có nói thế này: khi chúng ta đi đường, chúng ta thấy một cái tai nạn xảy ra,
Nếu chúng ta đây không có khả năng để mà cứu giúp những người đó đó, thì chúng ta không nên mà dừng lại đó lâu. Nếu chúng ta có khả năng cứu giúp và chúng ta có khả năng gọi điện thoại để mà nhờ những cái cơ quan chức năng hay là những cái chỗ nào mà người ta có cái khả năng cứu được đó, thì chúng ta làm xong rồi, hết bổn phận thì chúng ta đi. Và chúng ta không nên dừng đó. Cái chỗ người ta đánh nhau, chỗ người ta trị lạc, chỗ người ta làm những cái điều quế nhiễm, không nên để con mắt vào, không có nên dừng lại lâu. Tại vì nó sẽ câu thông. Vì thấy rõ chưa? Nó sẽ một lần nữa, nó lặp đi lặp lại trong cái dòng nghiệp này, nó vẫn trôi chảy ở đây và nó tiếp tục ở đây. Và nó sẽ đưa đến những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái hành động mà nó xuất phát từ cái phần tâm tối này đó. Nhưng mà chúng ta thử xem nha, khi một cái nhà cháy xảy ra thì cái người cứu thì ít mà người coi rất là đông. Một cái tai nạn xảy ra, cái người cứu thì ít mà người coi rất là đông, làm cho chật chỗ, làm cho ta ngộp thở rất là nhiều. Dù khi coi xong rồi đó thì đi ra mới bắt đầu bàn tán theo ý mình. Và tất cả những đó chỉ là làm cho khơi dậy những cái điều không tốt nội tâm của mình mà thôi. Và chưa kể nó sẽ câu thông. Nó sẽ câu thông đó. Và cái lúc mà chúng ta dừng lại lâu đó là chúng ta đang mở cái cánh cửa để chúng ta câu thông với những cái quả nghiệp sâu. Đây là cái nguyên tắc làm việc của nó. Nếu mình biết thì mình tránh, còn mình không biết mình cứ vô. Cho nên tâm chúng ta không nên hướng đến những cái cảnh xấu quá nhiều. Và những cái cảnh xấu đó, nếu chúng ta đây đó không có cái năng lực để chuyển xấu thành tốt, thì chúng ta sẽ đi câu thông với nó như nhau. Nhớ rõ điều này. Chúng ta thấy một cái tai nạn xảy ra mà chúng ta đây có thể thấy như vậy, mình nhớ cái số điện thoại bệnh viện, mà nhớ số điện thoại của công an thì mình gọi tới. Rồi có thể giúp được người ta thì giúp, giúp được xong rồi đi. Và cái lúc mình đi thì mình nghĩ rằng trước một cái sự cấp bách như thế, dù sao mình cũng giúp được một chút xíu, mình cảm thấy an lòng đủ rồi. Còn nếu mình nói chảy ẩu, nếu mình nói là người này về người kia nọ, tất cả đều là không có hay cho mình trong cái bình luận này đây. Mình cứ có thể nhìn thấy đó và mình nói với mình cái bài học là khi ra đường phải cẩn thận hơn. Khi ra đường bớt vội vã hơn. Hãy bước chân ra đường là phải nhớ là phải nhường cho người ta. Phải nhớ là coi như là đừng có cái gì quá gấp gáp hết. Phải đi đến nơi về đến chốn. Vì cái hằng ngày đó, cái tai nạn trên đường phố là cái điều rất dễ xảy ra. Do đó mà mình phải thận trọng trong cái này. Thành ra trước cái đó chúng ta học được một cái bài học tốt đẹp cho mình. Và không chỉ trích ai, không lên án ai hết, không phê phán gì cả. Có những người nói những cái lời thế này: trời, con bé nó mới 12 tuổi nó chết, tội nghiệp quá. Tôi già đây mà sống như vậy cũng vô ích quá, phải chi tôi chết thế đó. Câu thông. Đi ra ngoài mộ thấy ồ, người này trẻ mà chết vì tội nghiệp, mặt đẹp đẽ xinh xắn thì tội nghiệp quá, cầu thông. Thấy chưa? Bởi vì cảnh nó sẽ nói vào, cảnh nó sẽ tác động vào đây. Và nó hình thành cái sự thương xót của mình. Là mình nói. Vậy không? Nói. Hôm nay nó chưa nói được, mai nó nói, vì nó còn trong tâm, nó còn nhớ lại nó sẽ nói. Sớm muộn gì cũng nói, tốt xấu gì cũng nói. Nó đi như thế mà. Cảnh lực nó đâu có tác động một lần đâu. Cảnh lực này tác động rất là nhiều lần, cho đến khi nó rõ ra. Đúng không? Lúc đầu thì có chút xíu thôi, chút xíu thôi thì nó là ngoại lộ. Nhưng nếu nó trở lại, bởi vì những cái cảnh hiện thực này nó trở lại trong cảnh pháp, tức là cảnh trong tâm, nằm trong ý, nó sẽ trở lại, nó sẽ trở lại, nó sẽ trở lại và nó câu thôi. Nó sẽ hình thành. Đây là luật thuộc về tâm.
mà chúng ta không có hiểu biết này, thì tất cả những cái đau khổ chúng ta nó cứ tái hiện lại và chúng ta móc nối, tái hiện lại chúng ta móc nối. Thì chúng ta đang làm khổ ai đây? Chúng ta làm khổ mình. Chúng ta làm hại ai đây? Chúng ta làm hại mình. Và chúng ta không ra được cái cõi khổ. Cho đến đổi khi thân hoại mạng chung, chúng ta vẫn nhớ điều đó để chúng ta tái sanh xuống các cảnh khổ, sống trong các cảnh khổ rồi chợt ngoi lên được thì lại trở xuống trở lại. Tại vì chúng ta không biết cái luật của nó. Luật của nó là nó câu thông, nó kết nối lại. À, lần trước, những lần trước sư cô có giảng cho quý vị nghe, một cái thống kê cho thấy đó, những cái người bác sĩ thuộc về tâm lý học đó, thì cuối cuộc đời đều bệnh hết. Vì người ta nghe xong, cảnh tác động vào, ta nghe xong không giải được. Cho nên mình nói mình thôi nha, mình nghe người ta tâm sự áo não mình cũng buồn, đúng không? Có những người thấy bạn mình khóc cũng khóc theo, bạn mình tức cũng tức theo. Đây nó câu thông đúng không? Mà nếu một cái người thầy thuốc nghe mà không biết giải thì cuối đời bệnh là đúng rồi. Luật của nó mà đâu có thoát khỏi, nó bị tấn công hoài. Đây là một cái tách mà mình cứ dùng cái vật mạnh mình gõ, gõ mãi rồi nó phải nứt, nó phải bể thôi. Vì nó đi mãi vào cái con đường trong cái pháp đục này, nó cứ thêm nứt đục hoài, thêm nứt đục hoài, thì cuối cùng nó phải làm cho xóa mờ hết, nó sẽ lấn sân này nè. Hai cái dòng nước này nó sẽ lấn sân, từ đây nó lấn lên. Cho nên chúng ta phải định tâm chúng ta đi vào một cái khuynh hướng tốt đẹp. Và hãy nói với mình, tất cả những cái điều bất hạnh nó sẽ đi qua. Dẫu cho nó là một cái về lục bình, nó lừ đừ nó đến, nhưng nó cũng lừ đừ nó đi. Chỉ vì mình bắt lại cái cảnh cũ mà nó mới sống động trở lại mà thôi. Vậy tại sao trong hai điều, những cái cảnh đẹp này đây, những cảnh thuộc về thiện, thiện trí này đây, sao chúng ta không bắt nó trở lại mà chúng ta bắt cái này? Là vì cái khuynh hướng mà thuộc về cái pháp bất thiện này, nó một cái sự ách tắc. Và nó là một cái cảnh lực cực kỳ mạnh. Nó để lại những cái dấu ấn trong tâm. Và chúng ta không biết xoa dịu nó, không biết hàn gắn nó và không biết chữa lành nó. Cho nên nó chồng chất mãi mãi. Đã làm thành một cái sức mạnh ở bên trong. Và chúng ta đây vẫn tiếp tục cái sự đau khổ khi mà nó mở rộng cái chiều kích của nó để nó câu thông với bên ngoài. Nó đi bằng con đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vậy. Dừng lại chỗ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thôi. Tức là cảnh thật, người thật, việc thật xuất hiện để mà nó chiếm dụng trong tâm của chúng ta. Rồi nó tái tạo trở lại. Nó đi gấp đôi. Nó đi trong lộ ngủ và nó trở lại trong lộ ý. Nó đi gấp đôi như vậy đó. Để mà cái dòng nước đen này nè, nó chảy trong cái hiện kiếp này mạnh mẽ. Rồi khi mà thân hoại mạng chung rồi, nó lại bắt cái cảnh cận tử tiếp theo và nó lại chìm xuống nữa. Khi mình không định hướng. Bây giờ chúng ta thử làm một cái thí nghiệm nha. Nếu bây giờ nhà mình cách một cái siêu thị 500 thước, mà mình đây đó là mỗi ngày phải đi đến cái chợ đó hoặc cái siêu thị đó để mua thức ăn. Mà mình vừa đi mình nghĩ thế này. Tối ngày chỉ xách cái giỏ đi chợ rồi về lủi trong cái bếp. Không có một cái gì khác hả? Mà càng ngày mình càng thấy mấy người trong cái nhà mình đó, họ coi mình như ô xin nè. Nấu ăn còn chê khen ngon dở, chả có ai phụ rửa cái chén cái bát, cái nhà cái cửa cũng giao hết cho ô xin. Lại còn nói ô xin ăn bám tại vì không làm ra tiền. Cho nên mình nghĩ cuộc đời của mình sao mà nó cứ cái vòng tròn nó đi hoài. Thì quý vị càng đi càng mỏi hai cái chân, càng mệt. Bây giờ cảnh cũng không thay đổi, người ta cũng đối với mình như ô xin.
Và mình cũng làm như con mọi thôi. Như mình nghĩ nè, sáng nay mình xách cái giỏ đi chợ, sao mình không đi kinh hành đi. Bây giờ mình xách cái giỏ về mình cũng đi kinh hành đi. Tại mình không bị ông chủ đó là bắt buộc mình sáng hôm nay phải xong cái tập hồ sơ này. Mình nấu cơm có trễ một chút cũng được, đi chợ cũng chậm một chút cũng được, cái đó không hạnh phúc sao? Vậy thì chúng ta đi kinh hành đi. Bây giờ mình cũng lặt ra, mình thấy tứ đại mình đang hoạt động đây. Thôi phước báu của mình là được làm ô xin, để mà mình mới vừa làm vừa tu. Cảm ơn ai đã cho tôi làm ô xin. Thì cái đó nó sẽ khác liền. Bảo đảm cái gì thực hành cái gì khác liền. Bữa nay tôi cũng quét nhà, nhưng mà khi quét nhà tôi nói rằng giới tâm trong sạch, dọn quét cái nhà cho sạch sẽ để có đầy đủ phước báo, mà dọn quét cái tâm mình nó cũng sạch sẽ như thế, những cái phần quế nhiễm này nó sẽ đi qua, thì nó khác liền. Cảnh không đổi nhưng tâm đổi. Thấy chưa? Vì tâm chúng ta hiểu biết, chúng ta ý thức, chúng ta sáng suốt ra và chúng ta làm thay đổi cuộc đời mình. Còn cái lực bên ngoài này, nó luôn luôn nó làm động tác là nó tấn công, nó kích thích. Nhưng mà nó tấn công, nó kích thích thì những cái quả đấm nó đưa tới đó, thì mở cánh cửa nào là do phước báu của mình. Và mình giữ cái quả đấm này bao lâu là cái quyền của mình. Mình để cái tâm mình hoạt động như thế nào là do mình mà thôi. Nếu mình biết như thế thì mình chủ động. Mình biết kéo dài sự đau khổ của mình, tại sao mình biết thu ngắn nó lại? Mình ăn cái món này nó ngon quá, ngày mai cũng ăn lại, mốt cũng ăn lại, chán không ăn nữa. Nhưng tại sao cái đồ thiêu thúi là cái đau khổ đó, mình cứ nuốt hoài vậy? Nuốt hoài không mệt mỏi, nuốt hoài không chán vậy? Có phải cái sự ngu xuẩn trong tâm của mình không? Có phải cái si không? Cái tâm tối nó đang đè nặng trong tâm của mình, khiến mình cứ nhai đi nhai lại về cái đồ thiêu thối đó không? Phải hỏi mình đi. Và mình nuôi mình bằng cái gì mà mình đòi mình lên Tây Phương Cực Lạc? Mình nuôi bằng mình những cái pháp quế nhiễm để cho mình đọa đài trong hiện tại và tiếp tục đọa đài trong tương lai mà mình không nhận ra, thì làm sao mình đủ cái phước báu để mình sanh lên cõi trời? Mình tự hỏi mình đi. Cho nên có người nói thế này: thôi ai muốn lên thiên đàng, lên thiên đàng. Tại lên thiên đàng nói chuyện nhiều cũng được, cho tôi ở dưới địa ngục nói nhiều tốt rồi. Xin nguyện cầu ân tam bảo gia hộ cho chúng ta có đầy đủ phước báo để tiến hóa về tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.